Thưa quý vị, hiện nay nông dân huyện Tân Trụ đã thu hoạch hơn 3.700 hecta lúa đông xuân 2021-2022, đạt 100% diện tích. Tuy nhiên, lợi nhuận không cao do chi phí đầu tư tăng. Năm nay vụ đông xuân thời tiết tương đối thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Bên cạnh đó, nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, tiết kiệm nước hiệu quả nên lúa phát triển tốt. Ở các xã dùng thường như Mỹ Bình, Bình Lãng, Lạc Tấn, lúa đạt 8 tấn trên 1 hecta, bình quân năng suất lúa toàn quyền đạt 7,5 tấn trên 1 hecta, giá bán cao hơn so với vụ trước khoảng 2.000 đồng một ký. Tuy nhiên, do giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng quá cao nên lợi nhuận không cao, trung bình chỉ từ 20 đến 25 triệu đồng một hecta. Hiện tại, thu hoạch vụ đông xuân đến đâu nông dân vệ sinh đồng ruộng đến đó để chuẩn bị cho vụ hè thu.